Hôm nay có 3 báo cáo khoa học với báo cáo thứ nhất của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Long là trưởng khoa ngoại tiết niệu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về lựa chọn thuốc trong điều trị BPH đi kèm OAB. Và xin mời thầy Long ạ. Vâng, kính thưa thầy Thành chủ trì buổi telehealth, kính thưa thầy cô, các anh chị, các đầu cầu và các quý đồng nghiệp. Hôm nay tôi xin trình bày một báo cáo về việc lựa chọn thuốc trong điều trị bệnh lý triệu chứng tiểu dưới mà nguyên nhân do tăng sinh lành tính tuyến liệt đi kèm theo tình trạng bà con tăng hoạt. Đây là một trong những cái khái niệm mới trong vấn đề điều trị. Thì chúng ta thấy triệu chứng đường tiểu dưới là một triệu chứng rất liên quan rất nhiều đến cái biểu hiện lâm sàng của rối loạn tiểu tiện của nam giới trên 50 tuổi. Tuy nhiên từ xưa nay chúng ta thường liên hệ với triệu chứng tiểu dưới với cái bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến liệt và chủ yếu biểu hiện là triệu chứng thống thoát với các biểu hiện lâm sàng của tắc nghẽn. Mặc dù đây là triệu chứng thường gặp hơn, tuy nhiên bên cạnh đó thì hiện nay cái biểu hiện lâm sàng của triệu chứng kích thích nó rất gây khó chịu cho bệnh nhân và là một trong biểu hiện của bằng co tăng hoạt, là một trong những khái niệm mới mà chúng ta cần phải đưa vào trong cái một số cái biểu hiện của đường tiểu dưới. Và cái biểu hiện cuối cùng của triệu chứng đường tiểu dưới đó chính là triệu chứng sau khi đi tiểu là ít gặp hơn, chủ yếu bệnh nhân cảm giác đi tiểu chưa hết và tiểu có rất giọt và rất hay gặp ở bệnh nhân nam giới cao tuổi. Trên thực tế chúng ta thấy rằng rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái triệu chứng của đường tiểu dưới với biểu hiện lâm sàng giống nhau, tuy nhiên chúng ta đề cập đến hai bệnh lý chính là tăng sinh lành tính tuyến liệt, tắc nghẽn và bằng quang tăng hoạt. Bên cạnh đó thì trong quá trình thực hành lâm sàng cũng cần phải loại trừ các nguyên nhân khác như bằng quang giảm hoạt, các bệnh nhân kích thích do sỏi, dị vật hoặc là u bằng quang hoặc là tắc nghẽn đoạn dưới của niệu quản, những trường hợp bằng quang thần kinh, trường hợp đau vùng chậu mãn tính hoặc là những trường hợp đa niệu ban đêm là những trường hợp mà lâm sàng chúng ta cần phải loại trừ để có thể đưa ra một phác đồ điều trị một cách phù hợp. Bệnh lý tuyến liệt là bệnh lý thứ hàng thứ ba trong số thứ tư trong số các bệnh lý của nam giới, chiếm tỷ lệ 13,25%. Tuy nhiên hiện nay thì nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy rằng cái tình trạng bằng quang tăng hoạt ở nam giới cũng chiếm đến 9,89% và tăng lên dần theo tuổi. Ở độ tuổi trên 70 thì tỷ lệ này lên đến 20%, là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải đối mặt hiện nay. Là vì cái điều trị bằng quang tăng hoạt trên bệnh nhân có đi kèm theo bệnh đồng mắc là tăng sinh lành tuyến liệt là một cái triệu chứng lâm sàng rất khó điều trị nếu chúng ta không chẩn đoán đúng. Một số khái niệm chúng ta có thể thấy được hiện nay trong bệnh điều trị bệnh lý đường tiểu dưới, đó khái niệm phi đại tuyến liệt thay cho khái niệm tăng sinh lành tính tuyến liệt là một chẩn đoán mô học trước đây. Và một trong những cái khái niệm nữa là tắc nghẽn đường tiết niệu dưới BOO là triệu chứng của phi đại tuyến liệt tắc nghẽn BPO hay là tình trạng hẹp niệu đạo. Và hôm nay chúng ta đề cập một bệnh lý của bằng quang tăng hoạt là một cái bệnh lý mà được đề coi như là bệnh căn của triệu chứng tiểu dưới và có thể kết hợp với tăng sinh lành tính tuyến liệt tắc nghẽn. Trên thực tế thì tất cả các bệnh nhân có triệu chứng tiểu dưới chúng ta đều sử dụng cái bảng điểm quốc tế đánh giá triệu chứng của tuyến liệt để xác định các mức độ rối loạn tiểu tiện, từ mức độ triệu chứng nhẹ từ 0,7 điểm, từ 8 đến 19 là triệu chứng trung bình và 20 đến 35 điểm triệu chứng nặng. Tuy nhiên rằng cái bảng điểm này cũng chỉ nêu lên được cái mức độ rối loạn tiểu tiện thôi. Và hiện nay thì có một số tác giả người ta đánh giá cụ thể cái bảng điểm IPSS này, người ta sẽ chia ra 4 câu hỏi là triệu chứng tắc nghẽn, bao gồm có câu hỏi số 1, số 3, số 5 và số 6. Triệu chứng kích thích là câu hỏi số 2, số 4, số 7, và so sánh giữa tổng số điểm của hai nhóm câu hỏi này sẽ cho thấy rằng triệu chứng tắc nghẽn là nổi trội hay triệu chứng kích thích là nổi trội để đưa ra một cái phác đồ điều trị phù hợp là bệnh nhân bị bằng quang tăng hoạt là chính hay là tăng sinh lành tính tuyến liệt tuyến là chính. Về định nghĩa bằng quang tăng hoạt thì đây là một khái niệm cho thấy rằng bệnh nhân có thể tình trạng tiểu gấp đi kèm với tăng số lần đi tiểu ban ngày trên 8 lần hoặc đi tiểu ban đêm trên một lần, có thể có xoắn tiểu là OAB ướt hoặc là không có xoắn tiểu OAB khô. Tất cả tình trạng 4 triệu chứng lâm sàng ở trên thì cần phải được chẩn đoán phân biệt với loại trừ những trường hợp nhiễm khuẩn đường tiết niệu vì có biểu lâm sàng tương tự hay là những bệnh có thể được phát hiện trước đó như tăng sinh lành tính tuyến liệt hoặc là bệnh nhân bị u bằng quang hoặc là dị vật trong bằng quang, chúng ta còn loại trừ là vì có sẽ dẫn đến tình trạng kích thích của bằng quang như là bệnh nhân bị bằng quang tăng hoạt. Về đặc điểm sinh lý bệnh thì bằng quang tăng hoạt là một hoạt động bất thường cứ cho bằng quang khi bằng quang chưa được làm đầy, đã có phản xạ gây ra tình trạng co bóp, vì vậy mà bệnh nhân sẽ đi tiểu sớm, đi tiểu vội và đi tiểu nhiều lần cả ngày và đêm. Tuy nhiên rằng đây cái khái niệm bằng quang tăng hoạt của chúng ta đây là chúng ta nói đến những bệnh lý mà không phải nguyên nhân thần kinh, còn những bệnh lý bằng quang tăng hoạt do nguyên nhân thần kinh chúng ta không đề cập đến trong vấn đề điều trị bệnh lý tiết niệu là vì đấy là thuộc lĩnh vực điều trị bệnh lý thần kinh. Bên cạnh đó các yếu tố thuận lợi có nguy cơ dẫn đến tình trạng bằng quang tăng hoạt ở nam giới là tuổi cao,
BMI cao, hút thuốc lá, uống bia rượu và có bệnh lý đồng mắc đi kèm nội khoa như huyết áp cao, bệnh thận và bệnh thần kinh. Đấy là những yếu tố mà ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị, là vì chúng ta không xác định các bệnh lý đồng mắc thì chúng ta sẽ không có một cái hướng điều trị, một phác đồ điều trị một cách toàn diện cho bệnh nhân. Để xác định cái chẩn đoán cái bệnh lý bằng quang tăng hoạt này thì chúng ta sẽ sử dụng bảng điểm UABSS là bảng điểm đánh giá triệu chứng, 4 triệu chứng của bằng tăng hoạt về số lên tiểu ban ngày, số lên tiểu ban đêm, tình trạng tiểu vội, tiểu gấp và tình trạng tiểu xón không kiểm soát với điểm từ 0 đến 15 điểm. Và đây là một trong những cái bảng được HOMA đưa ra năm 2011, có thể đánh giá xác định các triệu chứng của bằng tăng hoạt để phân biệt với các tình trạng bệnh lý khác mà chúng ta chưa cần thiết phải làm test xâm lấn khác như là niệu đồng học. Năm 2019 thì Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam cũng đã đưa ra một cái bảng điểm sửa đổi dựa trên căn cứ bảng điểm của HOMA với 7 cái câu hỏi, trong đó thì tính điểm cho thấy rằng trên 3 điểm là có thể có triệu chứng bằng quang tăng hoạt, và dưới 6 điểm là quang gặp mức độ nhẹ, từ 6 đến 11 điểm là mức độ trung bình, và trên 11 điểm là mức độ bằng quang tăng hoạt mức độ nặng. Trên thực tế khi chúng ta chẩn đoán một bệnh lý bệnh nhân có triệu chứng lịch tiểu dưới thì cũng phải xác định rằng cái triệu chứng lịch tiểu dưới đó chỉ là biểu hiện lâm sàng thôi, và nguyên nhân có thể chồng lấn giữa các nguyên nhân khác nhau. Đơn cử chỉ có hai bệnh lý là bằng quang tăng hoạt với bệnh lý tuyến liệt thì đã có đến rất nhiều cái yếu tố chồng lấn, ví dụ như là bằng quang phi đại tuyến liệt về đặc điểm mô học chưa có triệu chứng lâm sàng, những trường hợp bằng quang cái phi đại tuyến liệt tuyến kích thước lớn, những trường hợp phi đại tuyến liệt đã có tình trạng tắc nghẽn hay tắc nghẽn đường ra bằng quang, và cái triệu chứng UAB này chỉ là một trong những biểu hiện chồng lấn với các nguyên nhân khác của bệnh lý tuyến tiền liệt. Vì vậy có rất nhiều trường hợp chúng ta chẩn đoán thiên về bằng quang tăng hoạt, về thiên về cái tăng sinh lành tuyến liệt và đưa ra chỉ định điều trị nó chưa phù hợp, hoặc là thậm chí có trường hợp chỉ định mổ sớm thì sau mổ sẽ không cải thiện được triệu chứng mà có thể vẫn còn tồn tại triệu chứng, đó chính là cái biểu hiện của bằng quang tăng hoạt, nó khi đó nó bắt đầu mới lộ diện. Về một chẩn đoán bệnh lý tăng sinh lành tuyến liệt tiến triển thì khi nào chúng ta phải điều trị, khi mà bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng và có những nguy cơ của tăng sinh lành tuyến liệt tiến triển như là bí tiểu cấp, nguy cơ cần thiết phải phẫu thuật thì hoặc là dẫn đến biến chứng như nhiễm khuẩn và bệnh lý thận tắc nghẽn là những trường hợp rất là nặng. Vậy nên thấy phát hiện khi mà giai đoạn bắt đầu có nguy tiến triển, chúng ta sẽ chỉ định điều trị sớm cho bệnh nhân. Trên một nghiên cứu của năm 2006 ở châu Âu cho thấy rằng tất cả các bệnh lý tăng sinh lành tuyến liệt thì có 17% là tiến triển thôi, và sau 5,5 năm thì 14% là tăng điểm IPS trên 4, 2% bí tiểu cấp và 6% cần thiết phải phẫu thuật. Và dựa trên đánh giá siêu âm, thăm trực tràng và định lượng PSA có thể xác định đâu là bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến liệt tiến triển. Khi mà thể tích tuyến trên 30g, PSA trên 1,5 và có các rối loạn tiểu tiện càng nặng thì tiến triển càng, nguy cơ tiến triển càng cao. Đặc biệt là chúng ta có thể đo lượng dòng tiểu tối đa thấp và thể tích tiểu tồn dư tăng cao thì đấy là một trong chỉ định cần thiết phải can thiệp về ngoặt ngoại khoa. Hiện nay thì phần lớn chúng ta quan tâm đến thể tích tuyến liệt. Đây là cái câu hỏi mà bệnh nhân và luôn luôn đặt ra cho bác sĩ, là thường họ quan điểm rằng tuyến liệt to và kích thước có nghĩa là nguy cơ ung thư hoặc là nguy cơ cần thiết phải phẫu thuật sẽ cao hơn. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy, là vì tuyến liệt to như này nhưng mà đôi khi nó không gây ra triệu chứng, mà những phần lớn là thủy giữa tuyến liệt lồi trong bằng quang là nguyên nhân chính gây ra các triệu chứng do tiểu tiện. Hiện nay thì có một cái chỉ số là chỉ số đo phần lồi của tuyến liệt vào trong bằng quang là liên quan tình trạng tắc nghẽn đường ra bằng quang, thì cái chỉ số này người ta sẽ đo từ đỉnh của cái tuyến liệt lồi trong bằng quang đến phần nền. Nếu độ 1 là dưới 5 mm thì chỉ có 21% là tắc nghẽn đường ra bằng quang thôi. Nhưng độ 3 trên 10 mm là 1 cm thì đến 95% là tắc nghẽn đường ra bằng quang, và cái chỉ số đấy hoàn toàn có thể đo được trên siêu âm mà nó phản ánh trung thực hơn so với thể tích tuyến liệt trong vấn đề dự báo các nguy cơ cần thiết phải đặt cateter, đặt xông niệu quản, xông niệu đạo ở trường hợp mà bí tiểu cấp. Một trong chẩn đoán lâm sàng rất là quan trọng đó là niệu đồng học, để chúng ta xác định được những bệnh lý đồng mắc ở những bệnh nhân có triệu chứng đường tiểu dưới. Thì đây là một trong những cái xét nghiệm rất là chuyên khoa và chẩn đoán rất là chính xác các dấu hiệu tiểu tiện, là nguyên nhân có thể do là tình trạng tăng co bóp bằng quang hay giảm co bóp bằng quang của bằng quang tăng hoạt, đánh giá áp lực của bằng quang, áp lực cơ thắt của bằng quang, áp lực của niệu đạo, đánh giá thể tích của bằng quang và thể tích niệu tồn lưu trong bằng quang, và thời gian đi tiểu cũng như đánh giá lưu lượng dòng tiểu tối đa để xác định là mức độ dòng tiểu tiện mức độ nặng, nhẹ hay trung bình. Với lưu lượng dòng tiểu tối đa dưới 10 mm là bệnh nhân dòng tiểu tiện nặng, mà từ 10 đến 15 ml trên giây là xác định là dòng tiểu tiện mức độ trung bình. Vì vậy để chẩn đoán bệnh nhân có phì lại lành tính tuyến liệt đi kèm theo bằng quang tăng hoạt thì chúng ta không thể sửa một yếu tố như IPSS, KT apply hoặc là thể tích liệt
tình trạng bí tiểu cấp hay là tình trạng các dấu hiệu trên liệu đồng đồ mà chúng ta phải dựa trên tổng hợp các triệu chứng mà đưa ra một cái phác đồ, một cái chẩn đoán cụ thể về mặt bệnh lý, các bệnh đi kèm để đưa ra một phác đồ điều trị cụ thể cho bệnh nhân. Một trong yếu tố đi kèm theo trong vấn đề xác định cái phác đồ điều trị đó là tuổi. Thì tuổi bệnh nhân càng cao thì cái tỷ lệ triệu chứng đường tiểu dưới càng nặng, càng tăng lên, tăng dần theo tuổi. Nguyên nhân chính là do một số cái hoạt động của đường tiểu dưới nhân nam giới cao tuổi sẽ giảm, như là sự co bóp cơ bằng quang giảm, sức chứa bằng quang giảm, lưu lượng chúng ta sẽ giảm. Đồng song song như vậy, tình trạng bế tắc tăng, một số hợp cơ bằng quang tăng hoạt, nước tiểu tồn dư tăng và tình trạng tiểu đêm gia tăng. Ở bên đó, một số bệnh lý nội khoa như là tăng insulin máu, tính yếu tố tuổi, béo phì và các yếu tố bệnh lý nội khoa khác sẽ làm tăng trương lực thần kinh giao cảm. Và đây là một trong yếu tố người ta gọi là hội chứng chuyển hóa và sẽ lên tình trạng rối loạn cương, phì loạn tuyến liệt và rối loạn tiểu tiện do tăng sinh lành tính tuyến liệt gây nên. Trong quá trình điều trị thì bệnh lý nội khoa là một trong yếu tố rất là quan trọng. Trong quá trình điều trị có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị của bệnh lý tăng sinh lành tuyến liệt với 43,2%, tăng huyết áp 14,29% là điều trị tiểu đường đồng thời, 10,2% là thiếu máu cơ tim và 35,71% là béo phì. Đây là nghiên cứu tại đa trung tâm 7 nước của châu Á đã cho thấy cái chỉ số như vậy. Và hiện nay chúng ta quan tâm nhiều không phải vấn đề điều trị triệu chứng nữa mà ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống như thế nào. Thì ngoài ảnh hưởng đến tình trạng giảm hoạt động ngay, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất tinh thần, gây ra tình trạng mất ngủ, thì cái tình trạng triệu chứng tiểu dưới này ảnh hưởng rất lớn đến chức năng tình dục của bệnh nhân ở những nhân còn hoạt động tình dục. Vì vậy, ngoài vấn đề đánh giá chất lượng sống bằng các điểm IPSSQ8, thì hiện nay chúng ta đánh giá các chỉ số về rối loạn chức năng tình dục bằng BAI, PPSM, DanPSX hoặc là IF5 là chỉ số rối loạn cương dương quốc tế, là một chỉ số tương đối chính xác đánh giá các rối loạn tiểu tiện, rối loạn chức năng cương dương đi kèm theo rối loạn tiểu tiện. Vì vậy, trước một bệnh nhân cần lựa chọn điều trị có triệu chứng tiểu dưới mà nghi ngờ tăng sinh lành tuyến liệt đi kèm theo OAB thì chúng ta cần phải cá thể hóa từng trường hợp bệnh nhân, đánh giá mức độ nặng của rối loạn triệu chứng tiểu dưới bằng điểm IPSS và điểm chất lượng cuộc sống, xác định đâu là chứng nổi trội của bằng tăng hoạt hay là của tăng sinh lành tuyến tiền liệt, có thể đơn thuần hoặc đồng mắc kết hợp với nhau, đánh giá nguy cơ tiến triển giai đoạn sớm muộn đã có biến chứng hay chưa, và bên cạnh đó đánh giá một số yếu tố đi kèm như tuổi, tình trạng toàn thân, bệnh phối hợp, tình trạng hoạt động tình dục, các bệnh lý tim mạch, rối loạn chuyển hóa và tâm thần kinh của bệnh nhân để đưa ra một phác đồ điều trị với mục tiêu chung nhằm cải thiện triệu chứng đồng thời nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân, như đảm bảo không có tình trạng rối loạn giấc ngủ và đảm bảo chức năng tình dục. Về hướng dẫn điều trị của triệu chứng tiểu dưới theo Hội Tiết niệu Châu Âu năm 2020 đã cho thấy rằng tùy theo mức độ rối loạn của chứng tiểu dưới, chúng ta có thể điều trị bảo tồn, theo dõi, thay đổi hành vi hoặc điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa. Tuy nhiên hiện nay thì đa phần các nghiên cứu tại châu Á cho thấy rằng đến 78 đến 89% là các nước ở châu Á là điều trị nội khoa tăng sinh lệch tuyến tiền liệt. Với 5 loại thuốc điều trị thì tùy theo từng cơ chế tác động cơ bằng quang đến cổ bằng quang, các thụ thể ở niệu đạo của tuyến tiền liệt hay là liên quan đến vấn đề rối loạn cương dương, chúng ta sẽ có một phác đồ điều trị cụ thể. Đây là hướng dẫn của điều trị các triệu chứng tiểu dưới theo hướng dẫn của Hội Tiết niệu Châu Âu, thì cho thấy rằng ở những trường hợp rối loạn tiểu tiện mức độ nhẹ thì chúng ta có thể theo dõi và thay đổi chế độ sinh hoạt cho bệnh nhân trước khi đưa ra một cái phác đồ điều trị. Phác đồ điều trị chẹn ăn phổi giao cảm là phác đồ đầu tay để điều trị tất cả các trường hợp rối loạn tiểu tiện mức độ trung bình và nặng, kể cả bằng có tăng hoạt hay là có triệu chứng của tăng sinh lành tuyến liệt. Chẹn 5 alpha reductase có thể sử dụng cho trường hợp mà cái thể tích liệt lớn trên 40 ml, và đây là một trong những cái thuốc có thể dự phòng được nguy cơ tiến triển cũng như là nguy cơ bí tiểu cấp, nguy cơ cần thiết phải phẫu thuật cho bệnh nhân. Đặc biệt chúng ta có thể sử dụng muscarinic, là một cái thuốc kháng muscarinic để giảm co bóp bằng quang. Đây là một trong những cái thuốc có thể sử dụng điều trị những rối loạn tiểu tiện mức độ trung bình mà nặng, mà cái triệu chứng nổi trội là triệu chứng chứa đựng của bằng quang. Đặc biệt trong trường hợp này cần lưu ý là chúng ta phải loại trừ được các nguyên nhân tắc nghẽn đường ra bằng quang bằng cách là chúng ta đo nước tiểu tồn dư sau khi đi tiểu mà dưới 150 ml, chúng ta mới có chỉ định kết hợp thuốc sử dụng muscarinic. Nếu không thì không thể sử dụng được, vì nếu mà nước tiểu tồn dư trên 150 ml thì bệnh nhân sẽ dẫn tình trạng là gì, là tình trạng tắc nghẽn gia tăng và có thể gây ra ứ động nước tiểu bằng quang. Trong số các thụ thể alpha 1 giao cảm mà thuốc chẹn alpha 1 được sử dụng thì chúng ta quan tâm có rất nhiều loại sản phẩm, chế phẩm khác nhau. Tuy nhiên chúng ta quan tâm nhiều đến loại thuốc mà sử dụng cho hai loại là chẹn alpha 1 1A receptor, tức là một cái ức chế chọn lọc, và alpha 1D vừa tác dụng lên cơ bằng quang, cơ chân tuyến liệt, vừa tác dụng lên thân và vòng bằng quang,
và giảm tính chất kích thích của triệu chứng tiểu dưới. Đấy là lựa chọn tại sao chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc tamsulosin trong vấn đề điều trị, chủ yếu trong vấn đề lựa chọn thuốc chẹn ăn phổi rau cảm. Với một yếu tố đầu tiên là sử dụng thuốc chẹn ăn phổi rau cảm là một hình thức điều trị đầu tay, đơn trị liệu. Tuy nhiên rằng cái mức độ tác dụng sớm của loại thuốc này có thể giảm đến 30-40% triệu chứng tiểu dưới, tăng 16-25 lưu lượng dòng tiểu tối đa. Thuốc này dung nạp rất tốt ở bệnh nhân cao tuổi và tác dụng giãn mạch, ảnh hưởng đến chức năng sinh dục tối thiểu kể cả khi kết hợp các thuốc điều trị bệnh lý nội khoa khác. Đặc biệt hiệu quả điều trị trên bệnh nhân có triệu chứng tiểu dưới không bị ảnh hưởng bởi tuổi, bệnh tim mạch và thuốc hay đáp phối hợp. Thì khi sử dụng thuốc chẹn ăn phổi rau cảm có tình trạng trước đây là hay chúng ta gặp tình trạng hái vắt tư thế đứng, tuy nhiên đối với thuốc chọn lọc alpha 1A và alpha 1D thì cái nguy cơ bị hạ huyết áp tư thế đứng sẽ giảm đi tối đa. Tuy nhiên khi sử dụng đơn trị liệu này chúng ta sẽ gặp mà tình huống bệnh nhân sẽ bị kháng trị và thất bại trong quá trình điều trị, chủ yếu liên quan đến cái tuyến liệt kích thước lớn, có thể giữa lồi trong lòng bàng quang, lưu lượng tối đa giảm, đi kèm theo các bệnh lý nội khoa và đặc biệt là đi kèm theo tình trạng bàng quang tăng hoạt hoặc là bệnh nhân đang có những khuẩn tiết niệu tái diễn thì cái việc điều trị đơn trị liệu là không hiệu quả. Cũng giống vậy, khi sử dụng thuốc ức chế 5 alpha reducta cũng đem lại hiệu quả, tuy nhiên thuốc này có tác dụng chậm hơn, cũng cải thiện triệu chứng của đường tiểu dưới, giảm được 15-30% điểm IPSS, tăng 13-22% lưu lượng tiểu đa. Đặc biệt khi sử dụng thuốc này sẽ giảm được 48% nhu cầu cần phải phẫu thuật và đến 16-25% về kích thước tuyến liệt. Tuy nhiên khi sử dụng thuốc chẹn alpha ức chế 5 alpha reducta thì thường phải sử dụng dài trong vòng 2 năm thì mới có hiệu quả một cách rõ ràng. Mà đặc điểm của thuốc chẹn alpha reducta có thể làm giảm cái chuyển của hormone dihydrotestosterone thành testosterone, vì vậy nó sẽ là một tác dụng phụ, nó là giảm ham muốn tình dục. Cái này cần phải thông báo cho bệnh nhân khi mà chúng ta đưa ra phác đồ điều trị. Và yếu tố thất bại đối với đơn trị liệu cũng giống như thuốc chẹn alpha rau cảm, cũng là khi mà tuyến liệt kích thước lớn, có thủy giữa lồi trong bàng quang hoặc những đi kèm theo bệnh đồng mắc là bàng quang tăng hoạt. Đặc biệt là khi chúng ta điều trị nội khoa có thể đơn trị liệu một hoặc hai thuốc chẹn alpha rau cảm kết hợp với 5 alpha nếu ta thì chúng ta vẫn còn một nhóm bệnh nhân tái trị 38% sau 3 năm và 54% sau 5 năm đối với alpha 1 rau cảm. Đặc biệt khi kích thước tuyến liệt to là nguy cơ tái trị tăng cao và 65% bệnh nhân có tắc nghẽn đường ra bằng quang và biểu hiện bằng con tăng hoạt được điều trị bằng alpha blocker không có cải thiện triệu chứng. Và 25-35% bệnh nhân vẫn tồn tại cái triệu chứng của bằng con tăng hoạt sau khi phẫu thuật tuyến liệt. Đây là một trong những cái vấn đề tồn tại Việt Nam ta là chỉ định mổ tương đối rộng rãi khi mà chưa đánh giá chắc chắn là bệnh nhân này do tiểu tiện là do tăng sinh lành tuyến liệt đơn thuần hay là kết hợp với bệnh lý của bàng quang tăng hoạt hay bệnh lý rối loạn hoạt động bàng quang đi kèm. Và chỉ định mổ xong thì cái triệu chứng của bàng quang tăng hoạt nó mới lộ diện. Vì vậy rất nhiều các tình huống bệnh nhân là u phải lại tuyến liệt kích thước nhỏ vẫn chỉ định mổ với một biểu hiện của triệu chứng tiểu dưới mức độ nặng. Thì sau khi cắt đốt nội soi xong thì cái tình trạng kích thích bàng quang vẫn còn và rối loạn tiểu tiện bắt đầu chuyển trở lại, và những trường hợp đó chúng ta buộc phải điều trị nội khoa chứ không, nguyên nhân chính không phải là nguyên nhân của tăng sinh lành tuyến liệt. Và khi kết hợp điều trị nội khoa thì chúng ta có thể sử dụng thuốc alpha 1 rau cảm kết hợp với 5 alpha reducta hoặc là những trường hợp kết hợp các thuốc điều trị bệnh lý tuyến liệt và kết hợp với kháng muscarinic là điều trị bằng con tăng hoạt ở nhóm bệnh nhân có doan tiểu tiện mức độ trung bình và nặng. Đặc biệt là cần lưu ý là phải loại trừ được tình trạng tắc nghẽn đường ra bàng quang ở nam giới khi mà thể tích nước tiểu tồn lưu phải dưới 150 ml mới chỉ định được. Hiện nay thì trên thế giới đã có một loại thuốc nữa để điều trị tình trạng bằng con tăng hoạt, đó là đồng vật beta 3 được sử dụng ở những trường hợp rối tiểu tiện mức độ trung bình và nặng, đặc biệt là khi mà triệu chứng chứa đựng bằng quang nổi trội và khi chúng ta dùng kháng muscarinic không hiệu quả nữa. Thì đây cái thuốc này có một cơ chế khác nhau, khác với cả thuốc ban đầu. Thì cái thuốc đồng vật beta 3 này thì biệt dược là Mirabegron là thuốc mới, thì nó có một cơ chế khác với cả cái solifenacin là thuốc ức chế kháng muscarinic trước đây chúng ta dùng. Thì đây là thuốc làm giảm có bằng quang, còn cái đồng vận beta 3 sẽ làm tăng cái dung tích bằng quang lên. Đấy một trong những hướng điều trị mới của bằng quang tăng hoạt. Theo hướng dẫn của tiết niệu châu Âu, chúng thấy rằng khi lựa chọn thuốc phối hợp có thể sử dụng thuốc chạy alpha 1 rau cảm với kháng muscarinic hoặc là với đồng vận beta 3, chỉ định khi nước tiểu tồn lưu dưới 150 ml và có thể sử dụng kháng sinh giảm đau khi cần thiết. Hiện nay thì có một số theo hướng dẫn của tiết niệu châu Âu năm 2021 thì người ta đã sử dụng đến việc khi sử dụng đồng vận beta 3 hoặc là kháng muscarinic đơn trị liệu mà cũng không cải thiện triệu chứng của bằng con thoa thì sẽ phối hợp với hai loại thuốc đồng thời là đồng vận beta 3 với kháng muscarinic.
khi mà điện trị liệu không hiệu quả, đây là một trong những cái hướng điều trị, cái bước điều trị thứ hai khi mà đơn trị liệu không hiệu quả. Bên cạnh đó thì khi mà điều trị các bệnh lý triệu chứng tiểu dưới, ngoài vấn đề điều trị các thuốc liên quan đến tăng sinh lành tuyến liệt hoặc là bằng thuốc thăng hoạt, thì chúng ta cần phải quan tâm đến nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân, đặc biệt là tình trạng rối loạn giấc ngủ, tình trạng tiểu đêm là một yếu tố rất là đe dọa đến sức khỏe và tính mạng bệnh nhân. Có thể do nhiều nguyên nhân gây nên, thì ngoài những nguyên nhân nội khoa khác như đa niệu ban đêm, đa niệu 24 giờ hoặc là hỗn hợp, thì chúng ta quan tâm đến vấn đề chức xứa bằng quang, mà hai nguyên nhân chính là tăng sinh lành tuyến liệt và tắc nghẽn và bằng quang thăng hoạt. Thì tình trạng tiểu đêm là một yếu tố làm cho bệnh nhân có chất lượng cuộc sống rất là tồi. Có đến 90,6% bệnh nhân được coi là chất lượng cuộc sống tốt nếu không có tình trạng tiểu đêm. Khi mà có triệu chứng đi tiểu ban đêm trên 2 lần thì có đến 42,9% là bệnh nhân phàn nàn là chất lượng cuộc sống không được đảm bảo. Thứ hai nữa là khi bệnh nhân dậy trên 2 lần ban đêm sẽ có nguy cơ ngã và gãy xương cũng như là tai biến trong buổi đêm ở những bệnh nhân nam cao tuổi rất là cao, gấp đôi so với bệnh nhân có số lần đi tiểu dưới 2 lần ban đêm. Chính vì vậy vấn đề quan tâm đến vấn đề điều trị giảm số lần tiểu ban đêm là một trong những mục tiêu điều trị hàng đầu ở bệnh nhân có triệu chứng tiểu dưới. Thì khi sử dụng thuốc chạy đa phương giao cảm hay là 5-alpha-reducta thì đều chỉ có giảm đến 0,2 đến 0,3 lần đi tiểu ban đêm và không có ý nghĩa trên lâm sàng, mặc dù có ý nghĩa thống kê nhưng không có ý nghĩa trên lâm sàng. Khi sử dụng thuốc điều trị bằng kháng muscarinic, tức là điều trị bằng quang thăng hoạt, cũng chỉ giảm được 0,18 lần đi tiểu ban đêm. Tuy nhiên rằng cái thuốc kháng muscarinic này nó sẽ làm giảm được đến 50% tình trạng tiểu gấp. Đây một tình trạng mà gây bệnh nhân rất khó chịu, tức là bệnh nhân mót đi tiểu phải dậy tí tiểu ngay, và nếu không đi tiểu được thì nước tiểu nó sẽ rỉ ra hoặc là gây rất khó chịu, và đây là một trong những yếu tố làm cho bệnh nhân vội vàng và có thể gây ra ngã, vấp ngã hoặc tai biến trong đêm. Vì vậy khi mà chúng ta điều trị các bệnh nhân đi tiểu đêm nhiều lần thì ngoài vấn đề điều trị bằng quang tình trạng phi lại tuyến liệt thì cần bao phủ cả điều trị liên quan đến bằng quang thăng hoạt theo hướng dẫn của tiết niệu Hoa Kỳ năm 2012, thì chúng ta phải phối hợp cả thuốc kháng muscarinic cho bệnh nhân. Khi mà phối hợp hai thuốc này thì tỷ lệ an toàn sẽ cao và tỷ lệ bị tiểu cấp dưới 1%. Một vấn đề quan tâm nữa là ảnh hưởng đến chức năng tình dục, thì đây là một trong yếu tố được mới đề cập hiện nay khi mà rối loạn cương dương và rối loạn phóng tinh đi kèm theo ở những bệnh nhân có triệu chứng tiểu dưới, mà đặc biệt là bằng quang thăng hoạt lẫn tăng sinh lệch tuyến liệt là hai bệnh lý đều ảnh hưởng đến chức năng tình dục, là nó giảm ham muốn tình dục. Thứ hai là bệnh nhân đi tiểu dậy nhiều ban đêm và cái khả năng cương dương cũng như là khả năng phóng tinh là bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vì vậy mà theo một thống kê nghiên cứu trên thế giới thì các triệu chứng tiểu dưới này thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi các triệu chứng tiểu dưới này ảnh hưởng đến chức năng tình dục của bệnh nhân độc lập và không liên quan đến tuổi. Nếu mà theo tuổi thì từ 8,6 lần trong một tháng ở lứa tuổi 50-59 thì chỉ có giảm còn 4 lần trong một tháng ở tuổi 70-79. Tuy nhiên khi có triệu chứng tiểu dưới nó giảm 50% nữa là chỉ 4,9 lần trong một tháng ở lứa tuổi 50-59 và giảm đến còn 1,7 lần trong một tháng ở lứa tuổi 70-79. Vì vậy để đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân thì ngoài vấn đề điều trị các triệu chứng tiểu dưới thì vấn đề chúng ta kết hợp với các thuốc điều chỉnh rối loạn cương dương là rất rất cần thiết ở những bệnh nhân còn khả năng quan hệ tình dục. Việc sử dụng alpha blocker kết hợp với ức chế phosphor diestera tiếp 5 là thuốc điều chỉnh rối loạn cương dương là một cái sự phối hợp rất là tốt để có thể cải thiện được cả triệu chứng tiểu dưới lẫn tình trạng rối loạn cương dương, là vì cái thuốc phosphor diestera tiếp 5 này ngoài vấn đề điều chỉnh rối loạn cương dương nó còn có tác dụng làm giãn cơ trơn cổ bàng quang, do vậy sẽ là giúp cho bệnh nhân đi tiểu dễ dàng hơn. Thực trạng Việt Nam nay cho thấy rằng là chúng ta phần lớn các cơ sở lâm sàng chúng ta chỉ chẩn đoán được triệu chứng tiểu dưới khi bệnh nhân đến khám muộn. Đây là một trong những lỗi do bệnh nhân và do thầy thuốc, là vì chúng ta chỉ tập trung điều trị các bệnh lý đường tiểu dưới mà do nguyên nhân tuyến liệt thôi, còn một số bệnh lý đi kèm theo như là đồng mắc, như là bằng quang thăng hoạt, do tiểu tiện gắng sức hoặc là tiểu đêm hoặc là những khuẩn tiết niệu, chúng ta chưa quan tâm một cách được một cách rõ ràng và đầy đủ như là cái bệnh lý mà chúng ta thường gặp là phi lại tuyến liệt. Vì vậy mà cần thiết phải sử dụng một số công cụ hiện có để chẩn đoán bằng quang thăng hoạt. Đơn giản nhất là nhật ký đi tiểu. Hiện nay vấn đề điều trị các bệnh lý đường tiểu dưới này thì vẫn là điều trị nội theo kinh nghiệm. Các bệnh nhân thì ít được theo dõi định kỳ lâu dài. Đây là một trong những cái đặc điểm của người Việt. Chúng ta là chỉ giải quyết triệu chứng ban đầu, thì còn sau đó vấn đề tuân trị, vấn đề tiếp tục theo dõi là rất ít bệnh nhân có thể tuân trị được. Vì vậy hiệu quả điều trị cũng cao. Và thứ hai nữa là khi mà nói đến triệu chứng tiểu dưới thì phần lớn các trường hợp chúng ta ưu tiên điều trị là một triệu chứng phi lại tuyến liệt và ít khi để ý đến bằng quang thăng hoạt.
Và một mục tiêu nữa là cần phải nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó thì cái phẫu thuật nội soi cái niệu đạo để cắt điều trị bệnh lý tuyến liệt ý, thì được chỉ định rất là rộng rãi, đôi khi chỉ định thái quá, vì vậy mà nó đem lại cái hậu quả không mong muốn cho bệnh nhân. Và một trong vấn đề tồn tại này là khi nào thì chỉ định và lựa chọn thuốc điều trị như nào để phù hợp đạt được hiệu quả điều trị cao nhất, để cải thiện triệu chứng tiểu dưới bệnh nhân vừa có bằng con to hoạt vừa có bệnh lý tăng sinh lành tuyến liệt, là vấn đề còn được bàn luận trong điều kiện y tế Việt Nam của chúng ta hiện nay. Vì vậy thông tin đem lại chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến. Thứ nhất là cái triệu chứng tiểu dưới bệnh nhân có tăng sinh lành tuyến liệt đi kèm theo vòng tăng hoạt là bệnh lý thường gặp hiện nay và có triệu chứng lâm sàng đa dạng. Chúng ta cần phải chẩn đoán rõ hai bệnh này và loại trừ các bệnh lý đi kèm khác để có thể đưa ra một phác đồ điều trị đúng. Mức độ nặng của triệu chứng tiểu dưới sẽ liên quan đến rối loạn chức năng tình dục và cần thiết phải chẩn đoán đầy đủ có thể lâm sàng và cái thể hóa từng bệnh nhân. Bên cạnh vấn đề điều trị triệu chứng thì cần tăng cường cái chất lượng sống cho bệnh nhân để được quan tâm, nâng cao đời sống sức khỏe cho bệnh nhân. Ngoài vấn đề điều trị nội khoa thì chúng ta sẽ đưa ra một hướng điều trị mới là sử dụng đồng vận beta 3, dung nạp tốt hơn và bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt hơn khi mà chúng ta sử dụng thuốc kháng muscaric trong điều trị bằng con tăng hoạt kết hợp. Và một trong những khuyến cáo là chúng ta có thể phối hợp giữa trạng một giao cảm với ức chế food for DSR 5 để điều trị các rối loạn cương dương ở bệnh nhân có triệu chứng tiểu dưới, là mục đích chính là nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân. Và bài trình bày của tôi đã kết thúc và tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã theo dõi. Vâng, xin cảm ơn Phó Sư Hoàng Long. Để tiết kiệm thời gian.